kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa phát triển chăn nuôi trâu bò nâng cao thu nhập cho người dân. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chủ động chống hạn, thực hiện kế hoạch thủy lợi mùa khô. Đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều hoạt động xung kích nhằm chia khó với người dân tại miền núi và nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày 25 tháng 12, quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn tổ dân phố sẽ được thực hiện theo thông tư 13 của Bộ Nội vụ mới ban hành. Theo thông tư, công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112 ngày 5 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể, đủ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, Ủy ban dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, thông tư cũng quy định điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, điều kiện miễn chế độ tập sự, việc xếp lương đối với cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đạt trên 2.000 tỷ đồng bằng 105% kế hoạch, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Hiện toàn huyện Nông Cống có gần 5.000 cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm ổn định cho trên 13.000 lao động để nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thủ công nghiệp huyện nông cống đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất đồng thời tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp hợp tác liên doanh liên kết khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cao tạo thương hiệu sản phẩm huyện cũng đang chỉ đạo phát triển điểm sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp ở các xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn phát triển sản xuất công nghiệp với quy hoạch phát triển các ngành vùng nguyên liệu tại địa phương chú trọng thu hút đầu tư vào khâu sản xuất chế biến sản phẩm từ sơ chế sang chế biến sâu và xây dựng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có thương hiệu thưa quý vị và các bạn là một xã ven đê có bãi chăn thả rộng những năm qua xã thiệu nguyên huyện thiệu hóa đã tập trung phát triển chăn nuôi châu bò nông hộ góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người dân gia đình ông nguyễn trọng hoan thôn Nguyên Trung, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đã chăn nuôi bò sinh sản từ gần 20 năm nay. Những năm đầu, ông chỉ nuôi một vài con, vừa lấy sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Thấy hiệu quả, ông nhân đàn dần lên. Đến nay gia đình ông có 10 con bò, gồm bò sinh sản và bò thịt, là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò, ông đã dành 3 xào đất nông nghiệp để trồng cỏ. Cùng với đó, ông luôn tìm tòi học hỏi kỹ thuật chăm sóc phòng trừ dịch bệnh. Nhờ vậy, đàn bò của gia đình ông phát triển tốt, tránh được các rủi ro. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Hoan bán được 8 con bò con, thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Chăn nuôi bò thì để tận dụng những các cái nguồn thực phẩm và phụ phẩm của nông thôn cây ngô rồi rơm dạ rồi trồng ngô trong bãi trong nước để mình tận dụng để chăn nuôi để mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình để phát triển dần dần để cho các cháu nó học hành. Hiện nay, xã Tự Nguyên có hơn 800 hộ chăn nuôi châu bò với tổng đàn trên 13.000 con, chủ yếu là bò lai xin và 3B, bán giống và thịt. Để chăn nuôi châu bò hiệu quả bền vững, cán bộ thú y địa phương đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi làm chuồng trại kiên cố, nuôi nhốt tập trung, từng bước mở rộng quy mô gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường. Hàng năm, xã đều trích nguồn ngân sách mua hóa chất, vôi bột, hỗ trợ các hộ nuôi châu bò, vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh. Năm 2019, xã Thiệu Nguyên cũng đã quy hoạch diện tích đất sản xuất kém hiệu quả và động người dân chuyển đổi được 35 ha trồng cỏ và cây ngô dày làm thức ăn chăn nuôi. Gia đình tôi nuôi đến giờ thì cũng được 10 năm rồi. Và mà phải là lúc nhiều nhất thì cũng được 8 quân. Còn nói tóm lại là thu nhập thì so với nhà nông thì là cũng là gọi là tạm hơn các nghề làm ruộng có cái ưu điểm của chăn nuôi cho bò là cái viền dịch bệnh thì là hắn không giống như nuôi lợn hắn không có dối dưa cao mình cứ tiêm phòng đầy đủ là à, gọi là ổn định được để bảo vệ cái và phát triển ngành chăn nuôi ấy, thì địa phương cũng tích cực là tuyên truyền vận động nhân dân và thực hiện tốt cái công tác tiêu độc khử trùng tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm. Thứ hai, đồng thời đấy là cũng uh, phối hợp với các cơ quan chức, chức năng làm tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích chăn nuôi cho bà con. Đặc biệt đó là hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ và nhân rộng cái mô hình chăn nuôi bò 3B. Theo tính toán, trung bình mỗi năm, tổng doanh thu từ chăn nuôi cho bò toàn xã đạt trên 30 tỷ đồng, có phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng một năm. Hiện nay, xã Tiệu Nguyên đã quy hoạch diện tích 75 ha khu chăn nuôi châu bò tập trung, khuyến khích các hộ chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại quy mô lớn. Mục tiêu là phát triển đàn châu bò thương phẩm theo chuỗi, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, nâng cao giá trị kinh tế ngành chăn nuôi. Để chủ động chống hạn và khắc phục việc thiếu nước cho sản xuất vụ chiêm xuân năm 2020, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã huy động nhân lực phương tiện thực hiện kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2019-2020. Do chủ động nên đến thời điểm này, chi nhánh thủy lợi huyện Nga Sơn đã nạo vét tu bổ kênh liên xã và nạo vét kênh nội đồng trên địa bàn huyện đạt hơn 70.000 mét khối, đạt 92% kế hoạch đề ra. Con nông dân là cũng, cũng 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 tích cực là chủ động là phối hợp với các xã rồi là cùng với đơn vị thủy nông là tổ chức ra quân nạo vét các cái tuyến kênh chính, kênh tiêu chính rồi, rồi trục uh, tưới chính và là thứ nhất là chủ yếu làm về cỏ vệ sinh và thứ hai ngỗng vét cục bộ để làm sao là sau này hệ thống kênh chính là đảm bảo uh, dẫn nước và cung cấp tưới nước tới đến đồng ruộng. Tại huyện Hải Trung, huyện đã giao chỉ tiêu làm thủy lợi mùa khô cho các xã vượt 15% kế hoạch so với chỉ tiêu tỉnh giao. Vì vậy đến nay, khối lượng đào đắp kênh liên xã, kênh mương nội đồng tại các địa phương trong huyện đạt trên 120.000 m khối, đạt 70% kế hoạch đề ra. Huyện phấn đấu đến hết ngày 25 tháng 12 sẽ hoàn thành việc làm thủy lợi mùa khô theo kế hoạch. Ủy ban này cũng giao cho tác xã là cái đơn vị chủ lực để đứng ra cùng với các thôn để hợp đồng với các cái chủ hộ đưa cái mây móc vào cái thực hiện để đẩy nhanh cái tiến độ và nó đảm bảo về cái cải chỉnh cũng như là cái chất lượng của cái cái đào đắp. Mục tiêu kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2019-2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ nạo vét 1.869.000 mét khối. Đến thời điểm này, khối lượng nạo vét đào đắp thủy lợi mùa khô của các địa phương đơn vị trong tỉnh đạt từ 70 đến 98% kế hoạch. Hiện các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi cũng đang chỉ đạo các đơn vị nạo vét cửa lấy nước, tu sửa các trạm bơm tưới, các công trình thủy lợi để cấp nước tưới vụ chiêm xuân năm 2020. Đối với các xã mà tiến độ đang còn chưa đạt được yêu cầu thì chúng tôi sẽ yêu cầu là các xã phải huy động thêm các trang máy móc thiết bị để tăng cường để hoàn thành nhất là các cái trục tiêu chính để mà khi mà các cái trạm bơm của huyện đưa nước về thì chúng ta sẽ lấy vào được. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình hạn hán trong mùa khô năm nay sẽ diễn ra gay gắt hơn mọi năm và sẽ kéo dài đến trung tuần tháng 4 năm 2020. Do vậy cùng với việc khẩn trương hoàn thành kế hoạch thủy lợi mùa khô, các địa phương, đơn vị cần tăng cường hướng dẫn người dân phân phối, sử dụng nguồn nước hợp lý, tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý vận hành máy móc thiết bị nhằm đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, chủ động chống hạn, xâm nhập mặn một cách hiệu quả. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành cơ quan đơn vị tăng cường quản lý thanh tra kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, quảng cáo sai sự thật và xử lý nghiêm các sai phạm. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan thực hiện việc ra soát lập danh mục các quảng cáo sai sự thật, phản cảm trên truyền hình, trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng cáo và bán hàng đa cấp các loại thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc và có nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm, có biện pháp xử lý phù hợp. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân quảng cáo sai sự thật, quảng cáo có nội dung phản cảm về các loại thực phẩm chức năng, thuốc trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, Bộ Công Thương tăng cường thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, thuốc theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, quảng cáo sai sự thật về thực phẩm chức năng, thuốc, xử lý nghiêm các sai phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 5404 về việc công nhận 57 xã phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2019 đợt 3 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đợt 3 năm 2019, có 57 xã phường của thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Sương, Tĩnh Gia, Nông Cống, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Ngọc Lạc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Như Thanh, Như Xuân được công nhận xã phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm theo quy định. Việc được công nhận đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm sẽ là động lực lớn để các địa phương tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm hàng hóa trên thị trường, phấn đầu đến năm 2020, thực phẩm sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã có 169 xã phường được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Với chủ đề công tác năm thanh niên tỉnh nguyện. Từ đầu năm 2019 đến nay, đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tổ chức nhiều hoạt động xung kích vì an sinh xã hội nhằm chia khó với người dân tại vùng miền núi và khu vực nông thôn. Bản Sáng Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh nằm ở khu vực biên giới với hơn 110 hộ dân ở đồng bào dân tộc Thái. Đời sống người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Chia khó với bà con vùng cao, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình đưa các y bác sĩ trẻ của bệnh viện phụ sản Thanh Hóa về khám bệnh và cấp thuốc cho bà con. Các y bác sĩ thì lên đây khám bệnh cho bà con thì cũng thấy rất nhiệt tình rồi là hiền hòa, nói chung là căn dặn rồi cho bà con được các căn bệnh để phòng sau này. Thông qua các cái chương trình tình nguyện thế này thì muốn uh loan tỏa nhiều hơn nữa đến với các đoàn viên thanh niên, các cái thế hệ trẻ sau này có sẽ có nhiều cái chương trình khám bệnh cho bà con, đặc biệt là bà con vùng khó khăn. Trong năm 2019, đoàn khối đã tổ chức được 31 đợt tình nguyện tại các vùng khó khăn trong tỉnh với các nội dung khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người, tặng 1.200 xuất quà cho bà con nhân dân tại các huyện miền núi, các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn khối cơ quan tỉnh còn đóng góp hỗ trợ làm nhà khăn quảng đỏ, xây dựng đường giao thông. Tổng trị giá các hoạt động tình nguyện đạt gần 2 tỷ đồng. Trong thời gian tới thì ban thực vụ đoàn khối tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung tổ chức các cái chương trình tình nguyện à, mùa đông tại các huyện miền núi. Và dự kiến thì từ nay đến à, dịp Tết Nguyên đán thì còn khoảng 5 cái chương trình lớn à, toàn đoàn sẽ được tổ chức ở các huyện miền núi. Mỗi chuyến đi tình nguyện sẽ giúp cho các đoàn viên thanh niên thêm trải nghiệm, biết đồng cảm chia sẻ với người dân tại những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Từ đó tạo thêm động lực quyết tâm để mỗi đoàn viên thanh niên đoàn khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, nếu như năm 2017, mặt hàng thịt lợn xuống giá nhanh, mọi người kêu gọi giải cứu thịt lợn rớt giá, không tiêu thụ được, thì thời điểm hiện tại, mặt hàng này lại chuyển sang sốt nóng với giá thịt lợn tăng mạnh tại các chợ dân sinh và siêu thị. Báo đệ tử Đảng Cộng sản cho rằng, chính việc được giá này lại tỏ ra hết sức bất thường trong chuỗi sản xuất với việc lợi nhuận không rơi vào người chăn nuôi mà lại rơi vào thương lái và thương nhân ở chợ khiến các nhà quản lý đau đầu trong việc cân đối dữ liệu nguồn cung và lớn hơn là sự ổn định của các tiêu chí kinh tế vĩ mô. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cần phải chuyển sang quy mô nuôi lớn hơn, chuyên nghiệp hơn để khi có biến động vẫn kịp trở tay. Đồng thời cùng với đó, công tác phối hợp thường xuyên liên tục giữa các bộ hữu quan cần phải được đề cao để bình ổn thị trường. Cùng bàn luận về vấn đề này, báo diễn đàn doanh nghiệp dẫn ý kiến chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng Bài học về bình ổn giá thịt lợn ở Trung Quốc cho ta thấy họ đã chủ động và tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn. Trung Quốc đã chủ động dự trữ hàng trăm nghìn tấn thịt lợn lạnh, mua dự trữ trong cộng đồng một số lượng lợn sống nhất định. Khi có biến động về giá, họ đã chủ động xuất kho thịt lợn lạnh để bán, góp phần bình ổn thị trường tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phải rút ra những bài học sâu sắc trong công tác này nhằm giải quyết tốt những biến động về giá cả thịt lợn và giá cả những mặt hàng thiết yếu ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mặc dù chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, đặc biệt là trong các dịp Tết đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, do còn có nhiều rào cản, đặc biệt là do chính quyền nhiều địa phương thờ ơ nên việc đưa hàng Việt về nông thôn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Báo kinh tế đô thị cho biết một số địa phương xem việc đưa hàng Việt về nông thôn chỉ là một hình thức thương mại đơn thuần. Chính vì thế, khi doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn, địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải làm văn bản xin tổ chức, doanh nghiệp phải trả kinh phí thuê địa điểm. Một nguyên nhân nữa khiến doanh nghiệp chưa bận mà là do địa bàn rộng, thị trường phân tán, trong khi sức mua thấp. Do vậy, nếu chúng ta không triển khai mạnh mẽ theo chiều sâu, thì chương trình mang ý nghĩa rất nhân văn này chỉ dừng lại ở mức phong trào. Việt Nam đối mặt với sự gia tăng nhu cầu năng lượng. Khi nền kinh tế được dự đoán tiếp tục tăng với tốc độ lên đến 2 con số trong những năm tới, trên thực tế, phát triển điện mặt trời là giải pháp được chính phủ ưu tiên đến năm 2020. Tuy nhiên, ngành điện đang phải đối mặt với vấn đề nghẽn đường truyền do hạ tầng lưới điện quốc gia chưa kịp hoàn thiện cho điện mặt trời nối lưới. Báo Giao thông dẫn ý kiến của ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương thừa nhận, việc đầu tư lưới truyền tải không theo kịp tốc độ dự án điện mặt trời do việc đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải mất nhiều thời gian hơn tốc độ phát triển của điện mặt trời. Do vậy, ngoài để nhanh tiến độ đưa các dự án lưới vào vận hành, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị chính phủ cho phép xã hội hóa xây dựng đường dây truyền tải. Báo cáo Thủ tướng có cơ chế đặc biệt triển khai công trình điện chống quá tải tới năm 2020. Hiện 100% bệnh viện công đã tự chủ ở các mức độ khác nhau. Vậy người bệnh được khám chữa bệnh thế nào? Chất lượng các dịch vụ có được tăng lên và chi phí thay đổi ra sao? Đây là những băn khoăn của nhiều người dân. Báo Điện tử VOV nêu vấn đề, bệnh viện tự chủ có đổi được sự hài lòng của người bệnh. Nhiều ý kiến đánh giá, các địa phương nhất là bệnh viện tuyến dưới nói là cho tự chủ, nhưng thực chất mới tự chủ hình thức, còn tài chính chưa tự chủ thực chất. Điều đó gây khó khăn ở nhiều nơi hay tạo kẽ hở để trục lợi, đặc biệt có nguy cơ lấy bớt những quyền lợi chân chính của người tham gia bảo hiểm y tế và người nghèo nguyên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cho rằng cơ chế tự chủ đã phát huy tính năng động của các bệnh viện công song vẫn có nút thắt phải được tháo gỡ trong quản lý và cơ chế giá dịch vụ để sao cho hợp lý do đó ngành y tế cần phải làm cho người dân hiểu được khi bệnh viện tự chủ thì chắc chắn chi phí sẽ tăng lên nhưng với yêu cầu là tăng hợp lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán canh tí năm 2020, ga Thanh Hóa đang tích cực triển khai các phương án đảm bảo an toàn phục vụ hành khách. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020, ga Thanh Hóa đón trên 20.000 lượt khách. Để đảm bảo phục vụ hành khách, từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 năm 2020, tức ngày 27 tháng Chạp năm kỷ hợi đến ngày 18 tháng Giêng năm canh tí, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm 7 đôi tàu, trong đó có 2 đôi tàu chạy Thanh Hóa – Sài Gòn, 5 đôi tàu Hà Nội – Sài Gòn. Tùy theo lượng hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ có kế hoạch tăng thêm một số chuyến tàu địa phương phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết. Trước đó, từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, ga Thanh Hóa đã bắt đầu triển khai bán vé tàu Tết tại nhà ga và bán vé tàu trực tuyến tại website dsvn.vn hoặc vé tàu.com.vn. Thưa quý vị và các bạn, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu những xe ô tô không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn lưu thông, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Sau đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng kiểm định phục vụ khách hàng, thì trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa còn siết chặt các quy trình kiểm định, kiên quyết không cấp chứng nhận cho các phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Trong những năm qua, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, trong đó nổi bật nhất là việc siết chặt chất lượng và chống tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm, vừa đảm bảo phục vụ người dân, vừa đảm bảo tính công khai minh bạch. Trong quá trình đăng kiểm, các hình ảnh kiểm định từng phương tiện, từng quy trình đều được camera giám sát và ghi lại. Qua đó giúp các chủ phương tiện kịp thời phản ánh nếu có tiêu cực xảy ra, có phần hạn chế tối đa tham nhũng quan liêu trong công tác đăng kiểm. Thái độ phục vụ tôi thấy ở đây là khá là tốt. À, vì cái mục đích là đi trên đường đảm bảo an toàn thì chúng tôi tôi cũng muốn đến nơi uy tín khá nghiêm túc để là làm làm đăng ký đăng kiểm. Bên cạnh đó, trung tâm còn tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đăng kiểm viên, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả chế độ một cửa, tin học hóa công tác quản lý, giảm thời gian chờ đợi của khách hàng. Như vậy trong năm qua, trung tâm đã tổ chức kiểm định cho gần 39.000 lượt phương tiện, trong đó cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định cho hơn 36.000 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, nộp ngân sách nhà nước hơn 11 tỷ đồng. Trung tâm uh, luôn giám sát chặt các quy trình quy định trong công tác kiểm định đối với các phương tiện đến tham gia kiểm định tại trung tâm, cương quyết từ chối những phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo môi trường, chỉ những phương tiện đạt tiêu chuẩn mới cấp giấy chứng nhận để tham gia giao thông. cán bộ đăng kiểm viên thì hàng năm trung tâm vẫn cử đi đào tạo về đối với các đăng kiểm viên bậc cao và các đăng kiểm viên để nâng cao cái trình độ trong công tác kiểm định và cập nhật những cái thông tin về quy chuẩn. Thực tế phương tiện không đạt tiêu chuẩn là hiểm họa khi tham gia giao thông. Do đó, việc siết chặt công tác đăng kiểm không chỉ trong một giai đoạn mà nó cần phải xuyên suốt là nhiệm vụ hàng đầu của các đơn vị đăng kiểm phương tiện. Chương trình tinh hóa ngày mới hôm nay xin được kết lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.